nhằm đánh giá tổng kết tình hình kinh doanh của công ty trong năm 2018, đồng thời vinh danh, trao thưởng và tạo cầu nối giao lưu, gắn kết giữa công ty và nhà phân phối, các đại lý. Mới đây, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Thanh Nghị đã tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm với chủ đề Hợp tác và phát triển. Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016 với sản phẩm chủ lực là nước súc miệng cai thuốc lá được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên, kết hợp trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Sản phẩm giúp cắt cơn thèm thuốc, hỗ trợ cai nghiện thuốc lá hiệu quả và an toàn cho sức khỏe người sử dụng. Sản phẩm cũng đạt được nhiều giải thưởng trong nước và khu vực như thương hiệu mạnh ASEAN 2017, thương hiệu chăm sóc sức khỏe chất lượng vàng. Đáp ứng nhu cầu khách hàng, trong năm 2019, đơn vị này dự kiến ra mắt các sản phẩm thay thế và mở rộng của nước súc miệng cai thuốc lá, đồng thời phát triển sản phẩm mới là dầu xoa trẻ em TN Flora.